Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Nghĩa bị Ngọc Vu Oan vụ tố cáo clip nóng. Mời các bạn cùng xem tập 42, Thử thách cuộc đời. Ở phần trước, khi bị Yến ép buộc gửi clip nóng cho cả Nghĩa và Hương, Ngọc lo sợ sẽ bị nhân trả thù, và cũng không muốn mất mối quan hệ với anh chàng đẹp trai đại gia này, nên đã nghĩ ra kế sách mình là nạn nhân của Nghĩa. Nghĩa và Hương sau khi biết chuyện đã đau buồn tột độ, Nghĩa đã gọi anh trai, mẹ và bà ngoại để nói chuyện. Người đau buồn nhất có lẽ là bà, nuôi hai đứa cháu từ bé, giờ đây lại phải chứng kiến cảnh đấu đá, xâu xé nhau. Nghĩa vì quá đau buồn, nên một mình đi uống rượu đến say khướt, đến mức Yến phải đến đưa về. Về phần Hương, cô sau khi biết chuyện, chỉ nằm khóc trong phòng. Không ăn, không uống, quá đỗi tội nghiệp, âu đó cũng là lẽ thường tình của phận nữ như truyền thống, chỉ biết nghĩ đến chồng con, nhưng phải chịu cú sốc như trời giáng. Nhân điên máu với Ngọc, anh đi đến nhà định ăn thua đủ với cô thư ký xinh đẹp. Thế nhưng tại đây, Ngọc lại bảo chính Nghĩa là người ép cô tất cả. Nghĩa đã ép em cho hắn xem camera. Biết được sự thật, em của anh còn bắt em phải gửi cho Hương, nếu không sẽ làm cho em và anh thân bại danh liệt. Ngọc giả vờ khóc lóc nói với Nhân. Người anh trai bắt đầu nổi máu hận thù đứa em mình. Nhân cho rằng những việc Nghĩa làm là để chia rẽ anh với Hương, cắt đứt tình cảm hai vợ chồng. Nhân nhất quyết không bỏ qua cho đứa em trai chuyện này. Về phần Ngọc, từ việc chủ mưu, cô đã trở thành một nạn nhân tội nghiệp, quá sức nham hiểm. Liệu Nhân sẽ làm gì để hàn gắn được với vợ? Nhân sẽ xử lý đứa em trai ra sao trước những lời khai của Ngọc? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.